Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mão, bản tin sẽ có những tin tức Phật sự đáng chú ý sau đây. Ninh Bình tưởng niệm Tuần Lâm Đại Tường cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm. Cục An ninh Nội địa Bộ Công an chúc Tết Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch. Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổng kết năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh lễ nhập Kim Quang Ni Trưởng Thích Nữ Đào Liên, Viện Chủ Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa giúp đỡ bà con khó khăn vui xuân đón Tết. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng qua ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Môn đồ Pháp Quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Tuần Lâm Đại Tường cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng tuyên tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, tri ân công đức của Đại Lão Hòa Thượng cho Đạo Pháp và dân tộc. Chư Tôn Giáo phẩm đã thành kính tỉnh lễ giác linh, dâng nén tâm hương tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng, cầu nguyện giác linh Ngài Thượng Phẩm Thượng Sinh. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kim Sơn, chứng minh Tổ đình Kim Liên, Chùa Đồng Đắc, Tổ đình Hàm Ân, Tổ đình Yên Bình, Viện chủ Chùa Hòa Lạc, Linh Sơn Tự, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Do niên cao lạp trưởng, Đại Lão Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại Chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trụ thế 98 năm, 78 hạ lạp. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 1 năm 2024, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do Trung tướng Phạm Ngọc Việt cùng phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng năm mới Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quốc Ân Khải Tường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại buổi thăm, Trung tướng Phạm Ngọc Việt chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu Phật sự khả quan trong năm bản lề của nhiệm kỳ chính 2022-2027. Ông hết sức tin tưởng vai trò lãnh đạo của Hòa Thượng Chủ tịch trong việc điều hành giáo hội các cấp và hướng dẫn tăng ni Phật tử cả nước tiếp tục phát huy thành công của năm 2023, đồng hành cùng các bộ, ban ngành, đặc biệt là Bộ Công an trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, ổn định an ninh xã hội và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào nhân dân. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Ngọc Việt vấn an sức khỏe Hòa Thượng Chủ tịch, chúc Chư Tôn Đức Giáo hội và tăng ni Phật tử đón mùa xuân an lành, hạnh phúc. Đáp lời, Hòa Thượng Chủ tịch trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh và cá nhân Trung tướng Cục trưởng đã đến thăm và có lời chúc Tết đầy ý nghĩa. Nhân đây, Hòa Thượng cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ năm 1981 đến nay, Đảng, Nhà nước và đặc biệt lãnh đạo Bộ Công an qua các nhiệm kỳ luôn quan tâm giúp đỡ để Giáo hội thực hiện thành công Phật sự từ Trung ương đến địa phương, nhờ đó mà Giáo hội mới có được trang nghiêm và phát triển vững mạnh. Đáp lại tình cảm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thực hiện trách nhiệm xây dựng đất nước giàu đẹp, xã hội văn minh. Trong đó, tăng ni Phật tử là những công dân tiêu biểu, đạo đức, sống tốt đời đẹp đạo. Trước thềm năm mới, Hòa Thượng Chủ tịch gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Chúc Trung tướng Phạm Ngọc Việt và toàn thể chiến sĩ công an đón một mùa xuân tràn đầy hỷ lạc, năm mới gặp nhiều điều kiện thuận lợi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cũng trong sáng nay, ngày 27 tháng 1 năm 2024, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã về chùa Quốc Ân Khải Tường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, vấn an và đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phái đoàn Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng do Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban trị sự làm trưởng đoàn, Hát Tùng, các Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng ban tăng sự, chư tôn trưởng lão thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự tỉnh dành tăng ni thường trực ban trị sự. Thay lời Hòa thượng trưởng ban trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện, Chánh thư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, tác bạch báo cáo những Phật sự nổi bật của Phật giáo tỉnh trong năm 2023, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội thực hiện trên 87 tỷ đồng. Đồng thời cũng thông tin đến Hòa thượng Chủ tịch về hoạt động chăm lo Tết Nguyên Đán cho người dân trong tỉnh. Đại diện ban trị sự cũng bày tỏ tri ân Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự đã dành sự quan tâm đến Phật giáo tỉnh Sóc Trăng khi có sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp quan lâm chứng minh, định hướng cho những sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Điều đó đã động viên khích lệ tinh thần tăng ni phụng sự đạo pháp và chúng sanh. Thay mặt ban trị sự và tăng ni tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa Chánh thư ký kính chúc Đức Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự Pháp thể Kinh An chúng sanh dị độ để làm nơi nương tựa cho tăng ni tu học và hành đạo. Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức thường trực ban trị sự đã lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng gặt hái nhiều thành tựu Phật sự trong năm qua, góp phần vào thành công chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng chỉ đạo chư tôn đức ban trị sự tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, đoàn kết và hợp nội bộ Phật giáo để phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nói riêng được trang nghiêm vững mạnh. Năm mới, Hòa thượng Chủ tịch chúc chư vị trưởng lão pháp hỷ sung mãn, chư tôn đức tăng ni thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông. Chiều qua ngày 26 tháng 1 năm 2024, tại Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Hội nghị dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Cố vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Cùng dự hội nghị có chư tôn đức Văn phòng Hai Trung ương, chư tôn đức Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, chư tôn đức các trung tâm, ban, phân viện trực thuộc. Cùng tham dự có các nhà nghiên cứu, thiện hữu tri thức, nhà bảo trợ và tăng ni Phật tử các giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho biết, năm 2023 ghi nhận bước chuyển mình và nhiều thành tựu đáng khích lệ của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam trên nhiều phương diện, dịch thuật, biên tập, xuất bản Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam và các hoạt động của các phân viện, trung tâm, các ban trực thuộc. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam là một trong 13 ban viện trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với mục đích bảo tồn các giá trị văn hóa, đạo đức, triết lý và tâm linh của Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam suốt nhiều thập niên qua đã và đang đóng góp cho Phật giáo nước nhà những công trình nghiên cứu, dịch thuật và các tác phẩm Phật học giá trị. Ghi nhận những đóng góp trong công tác Phật sự của chư tôn đức, quý Phật tử Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung ương Hội đồng trị sự có các bằng công đức, tuyên dương công đức gửi đến các tổ chức cá nhân dịp này. Nhân đây, quý tôn đức Hội đồng quản trị, quý tôn đức các đơn vị trực thuộc và các học giả, nhà nghiên cứu đã có các đóng góp ý tưởng, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Viện trong năm 2024. Ban đầu từ, Hòa thượng Thích Giác Toàn cho rằng tập thể các đơn vị trực thuộc viện trong năm qua đã nỗ lực thực hiện tốt các Phật sự quan trọng trên tinh thần trách nhiệm về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị hàn lâm Phật học. Qua đây, Hòa thượng cũng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến tích cực của viện trong nhiệm kỳ qua đã góp phần làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, đạo Phật được tồn tại lâu dài. Định hướng cho hoạt động của viện trong thời gian tới, Hòa thượng chỉ đạo viện cần lập kế hoạch chu toàn cho các hội thảo mang tính khoa học và lịch sử trong nước và quốc tế diễn ra trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo. Đặc biệt, viện tiếp tục chỉ đạo hội đồng biên soạn hoàn thành bộ Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ chính, đóng góp nguồn tư liệu học thuật quý giá đáng tự hào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại này.
Được biết, năm 2024, kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 1989-2024, Viện sẽ phối hợp cùng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức hội thảo khoa học ghi nhận đánh giá công lao to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đối với Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, chiều qua ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, Chư Tôn Đức Ni Hệ Phái Khất Sĩ, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Ni Trưởng Thích Nữ Đào Liên nhập Kim Quang trong sự hộ niệm của Tăng Ni Phật tử dự lễ. Quang Lâm chứng minh có Hòa Thượng Thích Nhật Lan, Hòa Thượng Thích Giác Thuận, đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp, tên thọ Thích Thắc Bạch, phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp cùng Chư Tôn Đức Ni Giới, Hệ Phái Khất Sĩ và Phật tử đồng về hộ niệm. Mở đầu buổi lễ, Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh Quang Lâm Giác Linh Đường cung đối trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, dâng hương cầu nguyện để nhờ tha lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn Giác Linh có đi trưởng Cao Đăng Thượng Phẩm quả chứng vô sanh. Từ phương trượng diện chủ, môn đồ đệ tử thành kính bái lại và cung thỉnh nhục thân cố đi trưởng về Giác Linh Đường nhập vào Kim Quang trong tiếng niệm Phật đồng thanh của tăng ni Phật tử tham dự. Tại đây, Chư Tôn Đức chứng minh đã tụng kinh cầu nguyện và đồng cử nhành dương sái tịnh nhục thân ni trưởng và Kim Quang. Theo cáo phó, ni trưởng Thích Tử Đào Liên, diện chủ tịnh xá Kỳ Hoàng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, do niên cao lập trưởng, vừa viên tịch vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2024 nhằm rằm tháng Chạp năm Quý Mão tại tịnh xá Kỳ Hoàng, trụ thế 79 năm 45 Hạ Lạp, đã nhập Kim Quang ni trưởng cử hành vào lúc 4 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão, Kim Quang tôn trí tại tịnh xá Kỳ Hoàng, số 119 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Quý Mão. Sau đó cung tiễn Kim Quang ni trưởng đến trà thì tại đài hỏa táng Bình Hương Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay ngày 27 tháng 1 nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mão, môn phong pháp phái Tổ Đình Long Thiền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ Tổ sư Thành Nhạc, Ẩn Sơn và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư. Quang Lâm chứng minh và dân hương tưởng niệm có Hòa Thượng Thích Huệ Chí, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa Thượng Thích Thiện Trụ chứng minh môn phong pháp phái Tổ Đình Long Thiền. Về môn phong pháp phái Tổ Đình Long Thiền có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì Tổ Đình Long Thiền. Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh phân ban ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong môn phong Tổ Đình Long Thiền đồng về đánh lễ Tổ sư. Theo dòng chảy của lịch sử Tổ Đình Long Thiền được biết, Tổ sư Thành Nhạc, Ẩn Sơn, kế vị đời thứ 34 thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, ngài là một trong những vị trực tiếp thọ pháp với Tổ sư Nguyên Thiều Sư Bạch, Quán Bích. Tổ sư Thành Nhạc viên tịch vào ngày 17 tháng Chạp năm Bính Thân. Với công đức cao dày của chư vị Tổ sư tiền bối, mỗi năm vào ngày 17 tháng Chạp, môn phong pháp phái Tổ Đình Long Thiền tổ chức lễ huy kỵ Tổ sư Thành Nhạc Ẩn Sơn và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư tại Tổ Đình Long Thiền, nhằm ôn lại truyền thống cao quý và công hạnh vĩ đại của các bậc tiền hiền khai sơn lập tự, để đời đời các hàng môn nhân đệ tử trong môn phong pháp phái thắt chặt tình đoàn kết keo sơn mà chư vị tiền bối Tổ sư đã dày công xây dựng, nhằm phát huy môn phong để góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói riêng ngày càng phát triển vững bền trong thời hiện đại. Cho dù không gian là vô cùng, thời gian là vô tận, luôn biến dịch đổi thay trong từng sát na sinh diệt,
nhưng ân đức và pháp thân của chư vị tiền bối tổ sư vẫn còn mãi với thời gian, vẫn luôn chan hòa với hồn thiêng sông núi của non sông Việt Nam, luôn được truyền thừa, kế thế theo một quy luật. Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai, phò trì mạc vận, báo Phật ân đức, để tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang. Tiếp tục bản tin về các hoạt động thăm chúc Tết dịp cuối năm diễn ra tại các địa phương, ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, Kiên Giang và Đồng Tháp. Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2024, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương do Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đến Tăng Ni, Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại văn phòng Ban trị sự Tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Thân mật đón tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng Chư Tôn Đức, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Quốc Dũng đã gửi lời hỏi thăm, tặng hoa và quà chúc mừng, đồng thời cảm ơn những đóng góp tích cực của Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển. Trong không khí ấm áp, thân tình, Hòa Thượng Thích Huệ Thông trân trọng cảm ơn đoàn. Qua đó, Hòa Thượng báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Mong Công an tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong năm 2024. Nhân dịp xuân về, Hòa Thượng gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ sang năm mới Giáp Thìn 2024 dồi dào sức khỏe, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để nhân dân và đồng bào Phật tử vui xuân đón Tết cổ truyền trong yên vui và hạnh phúc. Hòa trong niềm vui chào đón xuân Giáp Thìn, chiều ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão, Đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến văn phòng Ban trị sự tỉnh tại chùa Tam Bảo, số 3 Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thăm và chúc mừng Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp năm mới. Thân mật tiếp đoàn có Hòa Thượng Dinh Đổng, Trưởng Ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Tiếp đoàn còn có Chư Tôn Đức, Phó Ban Ban trị sự, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tại buổi chúc Tết, đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nguyễn Văn Phích gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng những thành tựu Phật sự mà Phật giáo Kiên Giang đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, sơ lược về tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà trong năm qua. Trong năm 2023, được sự hỗ trợ của Thường trực Ban trị sự tỉnh về các mặt an sinh xã hội, xây dựng cầu đường và những đóng góp không nhỏ của các tín đồ Phật tử, góp phần làm cho quê hương Kiên Giang được ổn định và phát triển hơn. Hòa Thượng Dinh Đổng gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền đã tạo những thuận duyên trong các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp đến, kính chúc lãnh đạo chính quyền các cấp cùng gia đình luôn được thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường như ý và hưởng một mùa xuân tràn đầy hỷ lạc và an lành. Chiều cùng ngày, phái đoàn đến thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức chùa Phổ Minh, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, chùa Thập Phương, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 26 tháng 1 2024 nhằm 16 tháng Chạp âm lịch, phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức thăm và chúc Tết Giáp Thìn đến các cơ quan ban ngành của huyện thị thành phố trong tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Tháp Mười, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Đoàn do Hòa Thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn. Tháp trung đoàn có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Thượng tọa Thích Minh Thuần, Thượng tọa Thích Chương Trí, đồng phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức trưởng phó Ban trị sự Phật giáo huyện thị thành phố, bộ phận văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Tại các điểm đến, Chư Tôn Đức trong đoàn đã gửi lời chúc sức khỏe đến quý cơ quan ban ngành đón một mùa xuân ấm áp, bình an và một năm mới nhiều sức khỏe, thành tựu những việc mong chờ.
Trong buổi gặp gỡ, Chư Tôn Đức trong đoàn cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể chức trách trong thời gian qua, đã giúp cho tăng ni Phật tử và tổ chức giáo hội trong tỉnh được thuận lợi trong đời sống tu tập, sinh hoạt làm đạo. Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành phát biểu chúc mừng Phật giáo Đồng Tháp, Ban trị sự cấp huyện, một năm vừa qua đã đóng góp các mặt về từ thiện xã hội. Các cấp lãnh đạo hứa sẽ tạo mọi điều kiện giúp công tác Phật sự với phương châm hộ quốc an dân, thực hiện tốt đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trao đổi tại buổi thăm, lãnh đạo của các huyện cảm ơn với những lời chúc xuân từ quý Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh huyện và cũng thông tin nhanh về tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của huyện. Với những kết quả đáng khích lệ, đạt và vượt kế hoạch đề ra, các vị khẳng định trong thành công đó vai trò đóng góp không nhỏ là của đồng bào các tôn giáo, trong đó có Chư Tôn Đức giáo phẩm, tăng ni và bà con Phật tử trong toàn huyện, toàn tỉnh Đồng Tháp cùng đồng lòng tham gia tích cực các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là công tác an sinh xã hội. Mong muốn năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục vận động đồng bào Phật giáo đoàn kết chung sức xây dựng quê hương vùng đất Sen Hồng ngày càng phát triển. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Chấp Thịnh đang đến gần, kính gửi lời chúc đến tăng ni Phật tử toàn tỉnh đón một năm mới mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Bản tin xin được chuyển sang những hoạt động từ thiện ý nghĩa dịp cuối năm. Thưa quý vị, chiều qua ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão, Ban Từ Thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang kết hợp cùng Quỹ Thiện Tâm VinGroup đã tổ chức trao quà Tết 2024 cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Chánh, Chánh Văn phòng Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, ông Huỳnh Minh Tuấn, trưởng đoàn Quỹ Thiện Tâm VinGroup, cùng đại diện các cơ quan ban ngành xã, huyện và bà con đến tham dự. Phát biểu tại buổi trao quà, Đại đức Thích Tuệ Giải gửi lời tri ân đến Quỹ Thiện Tâm VinGroup đã phát tâm ủng hộ cho chương trình, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Quý Mạnh Thường Quân, quý vị Phật tử và toàn thể người dân hiện diện tại buổi trao quà, cầu mong cho tất cả mọi người có được một năm mới với nhiều bình an và khởi sắc. Được biết, Chư Tôn Đức cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm VinGroup đã trao 100 phần quà cho bà con tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Mỗi phần quà bao gồm một bao thư và một giỏ bánh Tết trị giá 600.000 đồng, tổng trị giá là 60 triệu đồng. Cũng tại tỉnh Kiên Giang, sáng qua ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão, Chùa An Phước, thành phố Rạch Giá kết hợp cùng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Minh Quang, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng tổ chức trao 100 phần quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự buổi trao quà có Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban giáo dục Phật giáo tỉnh, chứng minh Ban trị sự huyện U Minh Thượng, trụ trì chùa An Phước. Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Chánh, Chánh Văn phòng Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh. Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, bà Lê Thị Sang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện U Minh Thượng, ông Huỳnh Bửu Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh Bắc, cùng bà con nhân dân đến nhận quà cũng trở về tham dự. Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Phước Thắng gửi lời chúc đến bà con nơi đây hưởng một mùa xuân đầm ấm vui tươi cùng người thân gia đình. Nhân dịp Tết đến xuân về, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tích cực vận động các Phật tử chia sẻ những phần quà yêu thương gửi đến bà con trong huyện nhà, thể hiện sự quan tâm chung của xã hội đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón một mùa xuân Giáp Thìn 2024 vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, bình an. Dịp này, ông Huỳnh Bửu Lâm gửi lời cảm ơn tấm lòng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các mạnh thường quân đã cùng chung tay góp sức với Chư Tăng Ni, hỗ trợ cho buổi trao quà hôm nay được diễn ra tốt đẹp trong niềm hoan hỷ và ấm áp tình người. Được biết, Ban tổ chức trao 100 phần quà Tết cho bà con, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm, tổng trị giá là 40 triệu đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Xuân Giáp Thìn 2024, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, Ban từ thiện Phật giáo thành phố Biên Hòa phối hợp cùng Ban dân vận tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương tại huyện Nhân Trạch, huyện Vĩnh Cửu và phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương do Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, Ban từ thiện Phật giáo thành phố Biên Hòa thực hiện với mong muốn gắn kết được nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân chia sẻ khó khăn với cộng đồng hơn, nhiều hộ gia đình khó khăn, các trẻ em nghèo được đón Tết ấm áp yêu thương. Theo đó, trong chuỗi chương trình, đoàn đã trao điểm 1 trường tiểu học xã Phú Thạnh 100 suất quà, điểm 2 trung tâm văn hóa xã Vĩnh Thanh trao 100 suất quà thuộc huyện Nhân Trạch, tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu 100 suất quà, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, đoàn trao 100 suất quà. Mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, bao thư 100.000 và nhiều phần quà ý nghĩa cả vật chất và tinh thần khác đã được trao trọn vẹn yêu thương trong buổi lễ. Vì yêu thương cho đi là yêu thương sẽ còn mãi mãi. Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão, sư cô Thích Nữ Như Tiến, trụ trì chùa Thiền Lâm, ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng nhóm Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trao 500 phần quà yêu thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người mù, khuyết tật đón Xuân Giáp Thìn. Với phương châm tốt đời đẹp đạo, hàng năm nhằm hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết, sư cô Thích Nữ Như Tiến, trụ trì chùa Thiền Lâm đều vận động quý mạnh thường quân để cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn, đón xuân ấm áp bên người thân và gia đình. Đại diện nhóm Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay có lời phát biểu ghi nhận và cảm ơn đạo tràng chùa Thiền Lâm đã tạo mọi điều kiện tốt cho đoàn về đây thực hiện chương trình nhân ái thân thương này. Qua đây cũng cảm ơn quý nhà hảo tâm ở trong nước và ngoài nước đã tin tưởng nhóm mà hỷ tâm góp sức trong buổi trao quà hôm nay. Nhân dịp Tết cổ truyền sắp đến, kính chúc bà con an lành đón xuân. Được biết, lần này nhóm Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay đã trao 500 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100.000 tiền mặt. Hai phần học bổng mỗi phần trị giá 7 triệu đồng, hai chiếc xe lăn, hai chiếc xe lắc, tổng trị giá chung của quà tặng trong chương trình gần 300 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 1 năm 2024, cũng tại chùa Thiền Lâm, đoàn đã trao 100 phần quà cho người ngồi xe lăn xe lắc, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 50 triệu đồng. Tổng trị giá của hai đợt trao quà tại chùa Thiền Lâm trước thềm Xuân Giáp Thìn là 350 triệu đồng. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, vạn sự kiết tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.